Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa, Đại Tập, Địa Tạng Tập Luân. Quyển thứ 9, phần thứ 6, Thiện Nghiệp Đạo. Lại nữa, này thiện nam tử, nếu Đại Bồ Tát nào có thể suốt đời xa lìa sân hận thì được tất cả chúng sanh thương yêu. Tâm vị ấy thanh tịnh, lìa hết mọi cấu uế. Do đó thiện căn dần dần được thành tục. Chúng sanh từ bao đời trước ra vào trong năm đường, chìm đắm mãi trong biển sanh tử luân hồi là do sân giận nên thân miệng ý tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp chướng, phiền não chướng, hữu tình chướng, tất cả pháp chướng và vô minh chướng. Tự mình làm hay dạy người làm, thấy nghe đều tùy hỷ. Lại cũng do xa lìa tâm sân hận này nên chuyển hết mọi hoạt nghiệp, không còn sót lại, không thọ quả báo. Ở đời này được trời người thương mến, không nghi ngờ. Tâm vị ấy thanh tịnh để mọi cõi ấy, nên khi lâm chung thân tâm đều không bị các sự buồn khổ bức bách, cũng không bị sự luyến ái của vật con quyến thuộc quấy nhiễu. Lúc lâm chung không bị vua di ma quấy nhiễu làm cho sợ hãi, mà tâm ý vui vẻ thành thục, chỉ nghĩ đến thiện pháp và những bậc đầy đủ giới phước đức là ruộng phước chân thực làm thiện tri thức. Thân tâm vui vẻ phát sanh lòng thành kính sâu xa, khi mạng căn đã hết liền được tái sanh vào cõi người, được các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn. Sinh ra ở đâu, tâm người ấy cũng được thanh tịnh, siêu lìa mọi cấu uế, thân lại được xinh đẹp, thông minh, gặp mọi điều an ổn, hỷ lạc. Là gặp được người có đầy đủ giới, phước đức, thành thục mọi thiện pháp, là ruộng phước chân thực, làm bạn thiện tri thức. Đường theo vị ấy tu học, liền xa các pháp sân giận. Như thế mới có thể đoạn trừ tất cả các pháp ác bất thiện, thành tựu tất cả các pháp thiện thù thắng. Vị ấy có thể tìm cầu tất cả giáo nghĩa đại thừa, có thể tu tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, dần dần thể nhập biển trí tuệ mênh mông cho đến chốn đắc quả vị vô thượng Bồ Đề. Người ở cõi Phật thì xa lìa hết các uế trược như gió mây uất khí bụi trần cùng các vật dơ xấu, được các châu báu trang nghiêm rất là ưa thích. Tâm không còn kiêu mạn, dung mạo đoan chánh uy nghiêm, các căn không thiếu khuyết, tâm thường tịch tịnh, các hữu tình như vậy thì được sanh vào cõi nước đó, được trang nghiêm đầy đủ bằng các công đức từ bi. Đức Như Lai tự thân thọ mạng vô lượng, nhưng tùy cơ thuyết pháp cho các hữu tình, đã sau khi nhập Niết Bàn. Chánh pháp vẫn được trụ lâu ở đời, đem lại lợi an lạc cho các hữu tình. Này thì năm tự đó gọi là luân thứ 9, sự liền sân giận của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu được luân này thì đối với Thanh Văn Thừa không còn lầm lạc, đối với bậc Thanh Văn Thừa không còn lầm lạc, đối với Độc Giác Thừa không còn lầm lạc, đối với bậc Độc Giác Thừa không còn lầm lạc, đối với Đại Thừa không còn lầm lạc, đối với bậc Đại Thừa không còn lầm lạc. Thường thường hay làm hương thịnh dòng giống Tam Bảo, khi làm đệ tử xuất gia của chư Phật, hoặc là pháp khí hay không là pháp khí, cho đến chỉ đắp một mảnh vải ca sa, cả bộ đầu tóc cũng đều không còn lầm lạc. Ở trong pháp đại thừa thường được tăng thăng tiến, không có thối chuyển, phước huệ thù thắng đều được tăng trưởng. Với các pháp định đà la ni, các pháp thập nhẫn thập địa đều được tự tại, không có thối chuyển, thường được gặp bậc thiện tri thức cùng tùy thuận theo, thường được thấy tất cả chư Phật cùng hàng đệ tử Thanh Văn Bồ Tát, từ được nghe giáo pháp, được gần gũi cúng dường chúng tăng. Đối với các căn lành thường tinh tấn, mong cầu mà tâm không hề nhàm chán, từ phát tâm Bồ Đề tu các hạnh nguyện mà không nhàm chán, đó là được các quả báo đã nói rộng ở trước. Lại nữa này thiện nam tử, nếu Đại Bồ Tát nào có thể trọn đời xa lìa các tà kiến thì được tất cả chúng sanh thương yêu. Tâm vị ấy thanh tịnh, xa lìa mọi sự phân biệt tà vọng, do đó thiện căn mau được thành tục. Nhiều đời luân chuyển trong năm đường, đắm chìm trong biển sanh tử cũng do nhân tà kiến mà ra. Thân ngữ ý tạo ra các nghiệp ác chướng, phiền não chướng, các hữu tình chướng, cùng tất cả pháp chướng làm chướng ngại chánh kiến. Tự làm hay dạy người làm, thấy nghe đều tùy hỷ. Do sơ lìa các bánh xe tà kiến này mà diệt trừ hết phiền não, không còn thọ quả báo. Nơi trong đời này được trời người thương mến, không nghi ngờ, thân tâm đều được an vui. Tâm vị ấy thanh tịnh, xa lìa, lìa xa mọi tà kiến phân biệt. Khi lâm chung thân và tâm không bị các sự khổ não bức bách, không bị sự luyến ái của vợ con quyến thuộc quấy nhiễu. Khi lâm chung không bị vua gì ma quấy nhiễu làm cho sợ hãi, mà tâm ý vui vẻ thành thục, chỉ nghĩ đến thiện pháp và những bậc đầy đủ giới phước đức là ruộng phước chân thực làm bạn thiện tri thức.
phát sanh lòng hoan hỷ, thanh tinh kính sâu xa. Khi đã qua đời, nếu trở lại trong cõi người, thì các căn đầy đủ, thân thể vẹn toàn, sanh ra nơi nào, tâm người ấy cũng được thanh tịnh, xe liệt các tà kiến, phân biệt, được thân xinh đẹp, thông minh, an ổn, khoái lạc, lại được gặp bạn thì tri thức có đầy đủ giới, phước đức là ruộng phước chân thật, thành tựu các thiện pháp. Nương theo vị ấy tu học xa lìa hết tà kiến, đoạn trừ tất cả pháp ác bất thiện, thành tựu tất cả thiện pháp thù tánh, cầu học mọi giáo nghĩa đại thừa, có thể tu tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, dần dần thể nhập vào trong biển lớn đại thừa, cho đến chứng đắc vô thượng Bồ Đề, và ở cõi Phật xa lìa các nhân pháp nhị thừa thanh văn độc giác, xa lìa các đồ chúng trong cõi thiên ma, cũng không làm bạn với ngoại đạo, được các chỗ báu trang nghiêm rất là ưa thích, xa lìa mọi điều kiết khung, vọng chấp thường kiến, đoạn kiến, ngã và ngã sở kiến. Các loại hữu tình như vậy thì được sanh vào cõi nước ấy, được tuổi thọ lâu dài, được tận dụng một vị gọi là vị đại thừa. Như Lai tự thân thọ mạng vô lượng như việc các hữu tình mà tỳ cơ thuyết pháp, để sau khi nhập niết bàn chánh pháp vẫn được trụ lâu ở đời, đem lại lợi ích an lạc cho vô lượng chúng hữu tình. Thánh giáo chỉ có một vị, không chống trả nhau, được lưu thông rộng rãi xa lìa các chướng nạn. Nay thì nam tử, đó gọi là luân thứ 10 xa lìa tà kiến của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào thành tựu luân này, đối với thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với bậc thanh văn thừa được không lầm lạc, đối với độc giác thừa được không lầm lạc, đối với bậc độc giác thừa được không lầm lạc, đối với đại thừa được không lầm lạc, đối với bậc đại thừa được không lầm lạc, thường làm hân thịnh dòng giống tam bảo, đối với các hàng đệ tử xuất gia của chư Như Lai, hoặc là bậc pháp khí, hoặc không phải là bậc pháp khí, cho đến chỉ quấn một mảnh ca sa, cả bỏ râu tóc đều không có lầm lạc. Ở trong pháp đại thừa thường được tăng thăng tiến mà không thối chuyển, phước huệ thù thắng đã được tăng trưởng. Đối với các pháp thiền định đã lên đi, các pháp nhẫn, pháp địa mà được tự tại không còn thối chuyển, tôi gặp các thiện tri thức cùng tùy thuận theo, tôi được thấy tất cả chư Phật và hàng đệ tử thanh văn Bồ Tát, được nghe chánh pháp, được gần gũi cúng dường tăng chúng. Đối với các căn lành tôi tinh tấn mong cầu, không hề nhàm chán, từ phát tâm Bồ Đề tu các hạnh nguyện sáu ba la mật mà không nhàm chán, được các quả báo như đã nói rộng ở trước. Này thì nam tử, Đại Bồ Tát nào thành tựu được 10 pháp luân như vậy, có thể mau chứng đắc quả A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Vì sao? Vì ở đời quá khứ, tất cả như là ứng chánh đẳng giác đều xa lìa 10 nghiệp đạo ác, đều khen ngợi tán thán 10 nghiệp đạo thiện này mà được phước báo. Như muốn trưởng trưởng tất cả chúng sinh để được lợi ích an lạc trong Đạo Bồ Đề, vì muốn diệt trừ tất cả khổ phiền não cho chúng sinh, không còn một chút mảy may nào, vì muốn làm khô cạn ba đường ác, vì muốn làm hân thịnh dòng giống tam bảo, vì muốn đoạn trừ tam giới, vì muốn chấm dứt uẩn xứ giới, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh mau vào thành niết bàn vô ý, xa lìa 10 nghiệp đạo bất thiện nói rộng như trên sẽ được phước báo. Vì thế này thì nam tử, nếu không mong cầu một cách chân thật 10 nghiệp đạo thiện như vậy để chứng thành quả Phật, cho đến cũng không chân thật giữ gìn nghiệp đạo thiện nào, đến khi mạng chung mà tự xưng rằng ta là bậc chân thật hành pháp đại thừa, ta còn vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết người như thế là dối gạt vô cùng. Là đại vọng ngữ, đối trước chư Phật Thế Tôn khắp mười phương thế giới làm mê hoặc thế gian mà không biết tàm quý, nói các pháp là không, là đoạn kiến để dụ dỗ lừa dối người ngu si, đến khi qua đời sẽ đọa vào đường ác. Này thì nam tử, nếu chỉ dùng lời nói hoặc nghe biết, không do tu hành mượn nghiệp đạo thiện mà có thể đắc niết bàn bồ đề ở trong một kiếp, hoặc trong chừng một niệm, có thể làm cho vô lượng chúng sanh ở trong khắp các cõi nước trong mười phương của đời chứng quả bồ đề niết bàn là điều không thể có. Vì sao? Vì mười nghiệp đạo thiện là căn bản của đại thừa, là nhân của bồ đề, là thềm thang vững chắc đã chứng nhập niết bàn. Này thì nam tử, nếu chỉ phát tâm phát tài nguyện lực, không do tu hành mười nghiệp đạo thiện mà là có thể đắc quả bồ đề niết bàn ở trong một kiếp hoặc trong một niệm, mà có thể làm cho vô lượng chúng sinh ở khắp các cõi nước trong mười phương đều chứng quả chánh giác,
Nhập Niết Bàn là điều không thể có. Vì sao vừa nghiệp vừa mười nghiệp đạo thiện là căn bổn các quả báo công đức thù thắng của các pháp thế và xuất thế. Này thì nam tử, nếu không tu hành mười nghiệp đạo thiện, dù có trải qua vô số kiếp ở các cõi nước khắp mười phương, tự xưng là đại thừa, hoặc nói, hoặc nghe, hoặc chỉ phát tâm, hoặc phát thệ nguyện, hoàn toàn không thể chứng bồ đề niết bàn, cũng không thể làm cho người khác thoát được khổ sanh tử. Thì nam tử cần phải tu mười nghiệp đạo thiện. Ở thế gian có các sát đế loại, bà la môn, giàu sang, quyền lực, tứ đại thiên vương cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, hoặc thanh văn thừa, hoặc độc giác thừa, nhỏ đến vô thượng chánh đẳng giác, đều là do tu hành mười nghiệp đạo thiện mà họ mà tỏ các phẩm loại sai khác. Thế nên thì nam tử nếu muốn mau viên mãn quả vô thượng chánh đẳng giác đại nguyện, cần phải tu mười nghiệp đạo thiện này để tự trang nghiêm, chứ chẳng phải do người mười pháp ác phi luật nghi mà có thể đạt được, hoặc cầu mau thể nhập cảnh giới đại thừa, mau chứng vô thượng chánh đẳng giác, mà viên mãn tất cả thiện pháp thì trước hết nên hộ trì mười nghiệp đạo thiện. Vì sao? Vì mười nghiệp đạo thiện có thể tạo lập căn bản công đức của các thiện pháp, là nhân cho mọi quả báo thù thắng của thế và xuất thế gian, do đó phải tu mười nghiệp đạo thiện. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa ở trên, nói kệ: muốn trừ tất cả khổ, chứng đạo quả bồ đề, nên tu mười nghiệp thiện, tinh cần cho phóng dật. Đối với pháp ba thừa cùng các bậc ba thừa, người tu học xuất gia đều cho nên lầm lạc, tinh thọ hành đại thừa là lạc khắp quần sanh, ngộ pháp thắng tịnh độ, mau chứng đại bồ đề. Nếu xa lì sát sanh, được mọi điều yêu kính, không bệnh được trường thọ, an vui không tổn hại, sinh ra ở nơi nào, tự ưa làm Phật sự, thường gặp Phật Pháp Tăng, mau thành vô thượng giác. Nếu xa lì trộm cắp, người trí đều tôn kính, dứt trừ nghiệp tham lam, phát sanh được vô tham, đời đời thường giàu có, làm bậc đại thí chủ, đầy đủ các châu báu, tốt đẹp như nước Phật. Nếu lìa dục tà hạnh, diệt phiền não xấu xa, khô cạn biển tham ái, mau đến nước lạc bang, cứu độ các chúng sanh ra khỏi bùn dơ đục, an trú nơi đại tựa, tinh cần tu phạm hạnh, xa lìa lời hư dối, được thánh trí tự tại, thường nói lời thành thật, diệt hết khổ hư vọng, một lời nói chứng thật, thường gặp Phật Pháp Tăng, mau đến quả bồ đề, khuyên tu chớ vọng ngữ, xa lìa lời đi gián, thành tựu môn pháp lành, thường gặp Phật Pháp Tăng, không còn bị đoạn diệt, đắc quả vô nhiễm trước, đà la ni bảo tạng, và sâu trong biển pháp, mau chứng vô thượng giác. Nếu lìa lời thô ác, thường nói lời nhu hòa, chúng sanh đều kính mến, dứt hết nghiệp đời trước, khiến ai cũng thấy vui, thành Bồ Tát Đạo Sư, biết muôn vật, việc của Phật, vượt qua địa thứ 10, không nói lời tạp uế, người trí đều tôn kính. Khi vì người mà nói, có đủ năm công đức, thường nghe được lời thánh, vui mừng cầu chánh đạo, đầy đủ biển chư Phật, mau được nhất thiết trí. Nếu lìa hết tham dục, không chê bai thánh giáo, cúng dường áo ca sa, hoằng truyền pháp tam thừa, liền sanh về tịnh độ, chỗ ở bậc đạo sư, nương nơi vô thượng thừa, mau được trí tối thắng. Nếu xa lìa sân hận, một lòng tu tâm từ, mau chứng đắc đẳng trì, ưu hành xứ chứng thánh, sẽ sanh về cõi Phật, xa lìa các tội ác, ở đó chứng bồ đề. Xa lìa lòng sân hận, nếu dứt sạch tà kiến, thuần tu tâm tịnh tính, vui khai thị ba thừa, cúng dường khắp chư Phật, thoát hẳn các đường ác, gặp được chư thánh hiền, đủ các đức Bồ Tát, đắc được trí vô thượng. Ta nói mười nghiệp thiện, hướng bồ đề tối thắng, sanh trưởng các đẳng trì, đà la ni nhẫn địa, luôn này oai đức lớn, diệt hết mọi đường ác, phá hoại muôn chướng nghiệp, mau thành đạo bồ đề. Phẩm thứ 7, phước điền tướng. Lời nữa này, tiện nam tử,
Đại Bồ Tát có luân mười tài thí đại giáp trụ. Đại Bồ Tát nào thành tựu luân này từ khi mới phát tâm có thể đoạn trừ tất cả ngũ dục, vượt hơn cả các hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác. Các hàng thanh văn độc giác đều nên cúng dường phụng sự giữ gìn. Thế nào là mười? Nghĩa là bố thí các loại thức ăn uống, y phục, đồ trang sức quý báu, voi ngựa, xe cộ cùng với tay, chân, tai, mũi, đầu, mắt, tủy, não, xương cốt, da, thịt, máu, mủ, quốc, thành, vợ con, tôi tớ, ruộng vườn, nhà cửa. Như thế mỗi khi bố thí đều không luyến tiếc thân mạng, không vì mình mong cầu sự ăn vui ở thế gian và xuất thế gian mà phát tâm bố thí, chỉ vì muốn cho tất cả chúng hữu tình nuôi lớn mầm đại từ đại bi mà phát tâm bố thí, vì muốn chúng sanh phát khởi phương tiện thiện xảo trí tuệ thù thắng nên phát tâm bố thí, vì muốn làm cho tất cả chúng hữu tình được an lạc nên phát tâm bố thí, vì muốn diệt mọi khổ não cho chúng hữu tình nên phát tâm bố thí, cũng không vì tâm muốn hơn người, tâm hung dữ, tâm tật đố, tâm kêu lẫn mà bố thí. Đối với các vật thí, dù nhiều hay ít cho đến một bữa ăn, cũng không mong cầu phước báo cho mình mà phát tâm bố thí. Cũng không mong cầu qua vị thanh văn mà phát tâm bố thí. Cũng không mong cầu qua vị độc giác mà phát tâm bố thí. Đối với các vật thí, hoặc nhiều hoặc ít cho đến một bữa ăn, chỉ vì mong cầu nhất thiết chủng trí mà phát tâm bố thí. Này thì nam tử, đại Bồ Tát nào thành tựu luân mười tài thí đại giáp trụ như thế, từ mới phát tâm thì có thể đoạn trừ tất cả năm dục lạc, vượt hơn hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường phụng sự giữ gìn. Vì sao? Vì hàng thanh văn độc giác phát tâm bố thí không có đại từ bi, chỉ vì xả bỏ nghèo cùng cho tự thân mình, muốn mình thoát khỏi các khổ não, muốn cho mình được an lạc, muốn cho mình chứng đắc niết bàn đạo quả, chứ không vì tất cả chúng hữu tình mà làm bố thí. Còn đại Bồ Tát phát tâm bố thí cho có đại từ bi, vì muốn cho chúng hữu tình sẽ liệt bần cùng, muốn cho chúng hữu tình thoát khỏi mọi khổ não, muốn cho chúng hữu tình được an lạc tự tại, muốn cho chúng hữu tình chứng đạo quả niết bàn. Đó là không vì tự thân mà phát tâm bố thí. Do nghĩa này nên vượt hơn hàng thanh văn độc giác, là vì muốn làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn độc giác, tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường phụng sự giữ gìn. Khi đại Bồ Tát tu pháp tài thí ba la mật đa, đối với mọi thú vui ngũ dục tâm không đắm nhiễm, tâm mình hưởng thọ đầy đủ các pháp an lạc, để bố thí hết cho chúng hữu tình, đem tâm giúp đỡ tất cả chúng hữu tình, đem tâm nhẫn chịu tất cả khổ não của mọi loài, đem tâm chịu khổ cho tất cả hữu tình, đem tâm làm ăn vui cho mọi người, và đem tâm đại niết bàn cho các hữu loài hữu tình mà bố thí. Do ý nghĩa này vượt hơn các hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn độc giác, tất cả thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự giữ gìn. Này thì nam tử, nếu đối với ngũ dục mà tâm không đắm nhiễm, đem tâm đại từ bi mà bố thí như thế thì gọi là Bồ Tát, cũng gọi là ruộng phước chân thật của tất cả thanh văn độc giác. Nó không đoạn trừ các ngũ dục ở thế gian, không có đại từ bi mà bố thí, tuy sợ bỏ vô lượng của biên tài Phật cũng không được gọi là Đại Bồ Tát. Cô chẳng phải là ruộng phước chân thật của tất cả thanh văn độc giác, không được ấn chứng và quả vị thánh, cho nên phải đoạn trừ ngũ dục ở thế gian, phải có đầy đủ tâm đại từ bi để làm bố thí. Nếu không như thế mà bố thí thì chẳng phải là Bồ Tát, chẳng phải là ruộng phước chân thật. Này thì nam tử, đem tâm nhiễm trước các thứ ngũ dục mà hành luân pháp bố thí, còn không thể diệt trừ một chút phần phiền não của bản thân mình, cũng là có thể diệt trừ vô lượng các khổ não của tất cả chúng sanh. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nói rõ là nghĩa trên, nên tuyên đọc bài kệ: thành tựu tài thí luân, người trí tâm thanh tịnh, xa lì hết năm dục, an lạc chúng hữu tình, vì an lạc chúng sanh, không cầu được quả báo, dù chỉ thí chút phần, là ruộng phước chân thật. Tuy bố thí rất nhiều, mà đắm trước ngũ dục, chẳng thể vào đạo thánh, trụ trong tụ bất định. Tuy làm việc ít, thích thí ít, mà không duyên ngũ dục, là ruộng phước chân thật của thanh văn độc giác.
nên phải bỏ ngũ dục, thường hành thí thanh tịnh, an lạc chúng hữu tình là ruộng phước chân thật. Lại nữa, này thì Nam Tử, Đại Bồ Tát có luân 10 pháp thí đại giáp trụ. Nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu luân này từ khi mới phát tâm, có thể đoạn trừ tất cả ngũ dục, màu có thể đắc định nhật đăng quang, vượt qua các hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường, phụng sự giữ gìn. Thế nào là 10? Nghĩa là chánh pháp do chư Như Lai thuyết ra, hoặc là chánh pháp tương ứng với thanh văn thừa, hoặc chánh pháp tương ứng với độc giác thừa, hoặc chánh pháp tương ứng với đại thừa, hoặc pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi, hoặc pháp bất nhị. Đại Bồ Tát đối với 10 pháp này đều có lòng tinh kính sâu xa, lắng nghe tất cả, rồi tùy theo khả năng mà suy xét, lãnh thọ, tư duy, quán sát, đến chỗ rút ráo thông suốt, tùy theo thích ứng mà có diễn thuyết cho người khác. Lúc thuyết pháp lại không có tâm ganh ghét, tâm bổn xẻng, tâm kiêu mạn, tâm không cầu lợi, không khinh người, tâm không cống cao mà có tâm cung kính, có tâm làm lợi ích khắp cùng, tâm đại từ, tâm đại bi. Nói pháp thanh văn cho hạng thanh văn, không nói pháp độc giác thừa hoặc đại thừa cho họ. Thuyết pháp độc giác cho hạng độc giác, chứ không thuyết pháp thanh văn hay đại thừa cho họ. Đối với hạng đại thừa, thuyết pháp đại thừa, không thuyết các pháp thanh văn hay độc giác thừa cho họ. Tùy theo căn cơ của các chúng sanh mà thuyết chánh pháp cho họ. Nếu không phải căn cơ thì không nói pháp. Đối với hàng đại thừa, hoàn toàn không khuyên tu độc giác hành hạnh thanh văn, còn đối với độc giác có lúc cũng khuyên họ tu hành đại thừa. Đối với hàng thanh văn có lúc khuyên tu theo độc giác thừa hoặc khuyên tu đại thừa. Nếu ai đối với những lời thuyết pháp của Đức Như Lai cho đến một bài tụng, thậm chí nửa câu đều tinh kính sâu xa, hoàn toàn không phỉ báng, làm chướng ngại vùi lấp, đối với vị pháp sư thuyết pháp tự như Đức Thế Tôn, đối với đại chúng nghe pháp tự như người bệnh, với pháp được nghe tưởng là lương dược, đoạn trừ ngũ dục, không còn mong cầu mà tuyên thuyết chánh pháp. Này thì Nam Tử, đó gọi là luân 10 pháp thí đại giáp trụ của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu được 10 luân này, thì có thể đoạn trừ ngũ dục, mau chứng được định nhật đăng quang, vượt xa hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường, phụng sự giữ gìn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa này, nên thuyết kệ bậc trí tu pháp thế, tùy cơ nói ba thừa, không thuyết các thừa khác, sợ nghe rồi bán pháp. Đúng căn cơ thuyết pháp, chẳng phải thì không thuyết. Tùy theo sự ưa thích, khuyên tu khiến an lạc, trọn không khuyến đại thừa, chỉ khiến tu nhị thừa, hoặc lúc khuyên nhị thừa, tiến lần lên thượng thừa. Thường cung kính nghe pháp, tinh sâu không hủy bán, cúng dường đến pháp sư, tự như bậc Thế Tôn. Khuyên nghe thuốc diệu pháp, để trừ bệnh não phiền, bỏ lợi dưỡng danh dự, mà tuyên bày chánh pháp. Lại nữa này thì Nam Tử, Đại Bồ Tát lại có luân tịnh giới đại giáp trụ. Nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu luân này, từ lúc mới phát tâm thì có thể đoạn trừ mọi ngũ dục, vượt hơn tất cả thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác. Hàng thanh văn độc giác đều nên cúng dường, phụng sự giữ gìn. Thế nào là luân tịnh giới đại giáp trụ? Này thì Nam Tử, tịnh giới của Bồ Tát có hai tướng, một là cộng, hai là bất cộng. Thế nào là luân cộng tịnh giới của Bồ Tát? Nghĩa là các luật nghi đã thọ của hạng tại gia, cận sự, cận trụ, hoặc giới biệt giải thoát của hạng xuất gia và thọ giới cụ túc. Luật nghi, giới biệt giải thoát như vậy gọi là luân cộng tịnh giới của Bồ Tát. Cùng chung với hạng thanh văn độc giác thượng, bậc Bồ Tát không do luân tịnh giới này mà có thể trừ được tất cả phiền não, ác kiến, thú, và có thể giải thoát nghiệp chướng thanh sanh tử. Đây không gọi là luân đại giáp trụ, cũng không do đây mà gọi là Đại Bồ Tát, và cũng không gọi là ruộng phước chân thật của tất cả thanh văn độc giác.
Thế nào là luân bất cộng tịnh giới đại giáp trụ? Nghĩa là các Bồ Tát đối với chúng hữu tình ở khắp mười phương đều bình đẳng, không quấy nhiễu, không oán hận mà hộ trì tịnh giới. Đối với tất cả người trì giới, kẻ phạm giới, người bố thí, kẻ sang tham, người từ bi, kẻ sân giận, người tinh tấn, kẻ giải đãi, các hữu tình thượng trung hạ đều đem tâm không sai biệt, tưởng không sai biệt mà hộ trì tịnh giới. Đối với hữu tình trong tam giới không sân giận, cũng không làm các ác hạnh mà hộ trì tịnh giới. Đối với ẩn giới xứ trong ba cõi không có phân biệt mà hộ trì tịnh giới, cũng không nương theo dục giới mà hộ trì tịnh giới, cũng không nương theo sắc giới mà hộ trì tịnh giới, không nương theo vô sắc giới mà hộ trì tịnh giới, không quán tất cả quả báo của các cõi mà hộ trì tịnh giới, không nương theo tất cả cái được và cái không được mà hộ trì tịnh giới, không nương theo các hành mà hộ trì tịnh giới. Đó gọi là luân bất cộng tịnh giới đại giáp trụ của Bồ Tát. Này thiện nam tử, nếu đại Bồ Tát nào thành tựu được luân tịnh giới đại giáp trụ này, từ khi mới phát tâm có thể đoạn trừ tất cả ngũ dục, nên được gọi là đại Bồ Tát, vượt hơn tất cả thành văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho hàng thành văn độc giác. Tất cả thành văn độc giác đều nên cúng dường, phụng sự giữ gìn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng để làm rõ nghĩa trên. Luật nghi hàng tại gia, biệt giải thoát xuất gia, cùng chung cho nhị thừa, không là ma hà tác. Bậc trí tu pháp không, không nương theo thế gian, cũng không nương các cõi, mà hộ trì tịnh giới, lìa chấp tướng thì là không nhiễm không phiền não, hộ trì giới như thế là ruộng phước chân thật. Là nữa này thì nam tử, Đại Bồ Tát còn có luôn ăn nhẫn đại giáp trụ. Đại Bồ Tát nào thành tựu được luân này, từ khi mới phát tâm có thể đoạn trừ hết ngũ dục, vượt lên hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả hàng thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường, phụng sự giữ gìn. Thế nào là luân ăn nhẫn đại giáp trụ? Này thì nam tử, ăn nhẫn của Bồ Tát có hai tướng, một thế gian, hai xuất thế gian. Thế nào là ăn nhẫn thế gian của Bồ Tát? Nghĩa là nhẫn hữu lậu là nhẫn phát sinh do duyên theo chúng hữu tình, có chấp thủ, có tướng, cho nương theo quả báo, nương theo các phước nghiệp. Nhẫn phát sinh cho nương theo sắc thanh, hương vị xúc của bản thân. Nhẫn hữu phát thú, nhẫn vô kham năng, nhẫn lực luy liệt, nhẫn khí chúng sanh, nhẫn hữu cuốn trá, nhẫn kiều duyệt tha, nhẫn không làm lợi lạc cho chúng hữu tình. Đó gọi là an nhẫn thuộc thế gian của Bồ Tát. An nhẫn như vậy cùng chung với hàng thanh văn độc giác. Đây không thể gọi là luân đại giáp trụ, cũng không do đây gọi là đại Bồ Tát, hay là ruộng phước chân thật cho hàng thanh văn độc giác. Thế nào là luân an nhẫn xuất thế đại giáp trụ của Bồ Tát? Nghĩa là nhẫn vô lậu. Tất cả bậc hiền thánh đại pháp quang minh vì lợi lạc cho các chúng hữu tình mà an nhẫn không chính mắt, đoạn trừ hẳn cả sự nghiệp, ngôn ngữ, nhân, tướng, văn, tự, âm, thanh, việc làm đều dựa theo an nhẫn. Tu hành nhẫn này có thể đoạn trừ tam kết, tam thọ, tam tưởng, tam thế, tam hữu, tam hành, tam bất thiện căn, tứ chủng, tứ bộc lưu, tứ ách, tứ thủ, tứ chủng thân hệ. Khi tu các hành nhẫn này thì tâm được an định. Đó gọi là luân an nhẫn xuất thế đại giáp trụ của Bồ Tát. Này thì nam tử, nếu đại Bồ Tát nào thành tựu được luân an nhẫn đại giáp trụ này, từ lúc mới phát tâm có thể đoạn trừ hết ngũ dục, nên gọi là đại Bồ Tát, vượt xa hàng thanh văn độc giác, làm đủ phước lớn cho hàng thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường, phụng sự giữ gìn. Bây giờ Thế Tôn dùng lời kệ tụng để nói rõ nghĩa trên. An nhẫn có hai loại là hữu tướng, vô tướng. Hữu tướng thường chấp giữ, bậc trí không khen ngợi, tu nhẫn nương tam hành, nương theo uẩn giới xứ. Đó là nhẫn hữu lậu, chẳng phải tướng Bồ Tát. Để diệt bốn điên đảo, tu nhẫn vô nhiễm trước, tịch tịnh cùng tam hành, chẳng này được xưng tán. Bốn hành đều an tịnh, rìa tất cả phân biệt, bình đẳng như hư không, nhẫn này nên tán thán. Buông pháp quy về một, không vô tướng tịch diệt, tâm không chỗ chính mắt, nhẫn này lợi ích lớn.
Lời nữa này thì Nam Tự Đại Bồ Tát có luận tinh tấn đại giáp trụ. Nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu được luân này, từ khi mới phát tâm có thể đoạn trừ được ngũ dục, vượt xa hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn độc giác. Tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường phụng sự giới gìn. Thế nào là luân tinh tấn đại giáp trụ? Này thì Nam Tử, tinh tấn của Bồ Tát có hai tướng, một là thế gian, hai là xuất thế gian. Thế nào là tinh tấn thế gian của Bồ Tát? Nghĩa là các Bồ Tát tinh tấn giống mạnh, chuyên cần tu ba loại phước nghiệp thế gian. Đó, ba loại đó là gì? Một, tí phước nghiệp sự. Hai, giới phước nghiệp sự. Ba là tu phước nghiệp sự. Pháp tu này là ba loại tinh tấn. Tinh tấn như vậy chuyên theo các chúng sanh hữu lậu chấp thủ, nương theo các quả báo, nương theo các phước nghiệp. Đây gọi là tinh tấn thế gian của Bồ Tát. Tinh tấn này cùng chung với hàng thanh văn độc giác nên không gọi là luân đại giáp trụ, cũng không vì thế mà gọi là Đại Bồ Tát hay là ruộng phước chân thật của tất cả thanh văn độc giác. Thế nào gọi là luân tinh tấn xuất thế đại giáp trụ của Bồ Tát? Nghĩa là Bồ Tát này tinh tấn dũng mạnh đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng, trừ hết mọi nghiệp khổ phiền não cho họ. Tinh tấn như thế được tất cả hiện thánh khen ngợi là vô lậu, không chấp thủ, không có chỗ nương theo. Đối với tất cả người tinh tấn, kẻ giải đãi, người bố thí, kẻ sân tham, người trì giới, kẻ phá giới, người từ bi, kẻ sân giận, các chúng sanh thượng trung hạ không phân biệt, không có tướng phân biệt mà tinh tấn dũng mãnh. Đối với chúng sanh trong tam giới đều bình đẳng không hai, vì họ mà từ lời nói, việc làm, suy nghĩ đều nương vào chỗ không chấp trước mà tinh tấn dũng mãnh. Đối với uẩn số giới trong tam hữu đều tinh tấn dũng mãnh, không phân biệt, không nương theo dục giới mà tinh tấn dũng mãnh, không nương theo sắc giới mà tinh tấn dũng mãnh, không nương theo vô sắc giới mà tinh tấn dũng mãnh, không quán tất cả quả báo của các cõi mà tinh tấn dũng mãnh, không đường theo tất cả cái được và không được mà tinh tấn dũng mãnh, không đường theo các hạnh mà tinh tấn dũng mãnh, không đường theo ba loại phước nghiệp sự ở thế gian mà tinh tấn dũng mãnh, như muốn đầy đủ ba phước nghiệp sự xuất thế mà tinh tấn dũng mãnh. Đó gọi là luân tinh tấn xuất thế là giáp trụ của Bồ Tát. Này thì Nam Tự, nếu là Bồ Tát nào thành tựu được luân tinh tấn đại giáp trụ này, từ khi mới phát tâm có thể dứt trừ được ngũ dục, được gọi là Đại Bồ Tát, vượt khỏi hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn độc giác. Được tất cả thanh văn độc giác đều nên cúng dường phụng sự giữ gìn. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ để làm rõ nghĩa này. Do sáu căn diễn trước, chìm nổi theo năm dòng, từ tinh tấn dũng mãnh, người trí đều chán xa, duyên chúng sanh tinh tấn, hữu lậu và chấp thủ, chẳng phải ruộng phước chân, không gọi là Bồ Tát. Bậc trí siêng tinh tấn, xê lệ mọi nhiễm trước, tâm không bị lệ thuộc là ruộng phước chân thật, không dính mắc danh sắc, lìa các uẩn xứ giới, làm chỗ nương cho chúng, gọi là Maha Tát. Giữa đời như trăng nước, tu tinh tấn luôn này có thể đoạn trừ hết phiền não của chúng sanh. Lời nữa này thì Nam Tử, Đại Bồ Tát có luân tịnh lự đại giáp trụ. Nếu Đại Bồ Tát nào thành tựu được luân này từ lúc mới phát tâm, có thể đoạn trừ được ngũ dục, vượt xa hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả thanh văn độc giác, hàng thanh văn độc giác nên cúng dường phụng sự giữ gìn. Thế nào là luân tịnh lự đại giáp trụ? Này thì Nam Tử, tịnh lự của Bồ Tát có hai tướng, một là thế gian, hai xuất thế gian. Thế nào là tịnh lự thế gian của Bồ Tát? Nghĩa là các Bồ Tát nương theo các uẩn mà tu tập tịnh lự, nương theo các giới mà tu tập tịnh lự, nương theo các xứ mà tu tập tịnh lự, nương vào dục giới mà tu tập tịnh lự, nương vào sắc giới mà tu tập tịnh lự, nương vào vô sắc giới mà tu tập tịnh lự, nương vào ba luật nghi mà tu tập tịnh lự, nương vào ba giải thoát mà tu tập tịnh lự, nương vào bốn niệm trụ mà tu tập tịnh lự, nương vào bốn chánh đoạn mà tu tập tịnh lự, nương vào bốn thần túc mà tu tập tịnh lự, nương vào năm căn mà tu tập tịnh lự, nương vào năm lực mà tu tập tịnh lự, nương vào bảy giác chi mà tu tập tịnh lự, nương vào tám tánh đạo mà tu tập tịnh lự, nương vào địa giới mà tu tập tịnh lự, nương vào thủy giới mà tu tập tịnh lự, nương vào hỏa giới mà tu tập tịnh lự,
nó vào phần giới mà tu tập tịnh lự, nó vào không giới mà tu tập tịnh lự, nó vào thức giới mà tu tập tịnh lự, nó vào lạc thọ mà tu tập tịnh lự, nó vào khổ thọ mà tu tập tịnh lự, nó vào bất khổ bất lạc thọ mà tu tập tịnh lự, nó vào hư không vô biên xứ mà tu tập tịnh lự, nó vào thức vô biên xứ mà tu tập tịnh lự, nó vào vô sở hữu xứ mà tu tập tịnh lự, nó vào phi tưởng phi phi tưởng xứ mà tu tập tịnh lự, nó vào đời này mà tu tập tịnh lự, nó vào đời khác mà tu tập tịnh lự, nó vào tiểu tưởng mà tu tập tịnh lự, nó vào đại tưởng mà tu tập tịnh lự, nó vào vô lượng tưởng mà tu tập tịnh lự. Tịnh lự như thế là hữu lậu, có chấp thủ, có chỗ nương theo, gọi là tịnh lự thế gian của Bồ Tát. Tịnh lự này cùng chung với hàng thanh văn độc giác. Đây không thể gọi là luân đại nhất trụ, cũng không gọi là đại Bồ Tát hay là trụ phước chân thật của tất cả thanh văn độc giác. Thế nào là tịnh lự xuất thế gian của Bồ Tát? Nghĩa là Bồ Tát đã xa lìa các uẩn mà tu tập tịnh lự, xa lìa các giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa các xứ mà tu tập tịnh lự, xa lìa dục giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa sắc giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa vô sắc giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa ba la ba luật nghi mà tu tập tịnh lự, xa lìa ba giải thoát mà tu tập tịnh lự, xa lìa bốn niệm trụ mà tu tập tịnh lự, xa lìa bốn chánh đoạn mà tu tập tịnh lự, xa lìa bốn thần túc mà tu tập tịnh lự, xa lìa năm căn mà tu tập tịnh lự, xa lìa năm lực mà tu tập tịnh lự, xa lìa bảy giác chi mà tu tập tịnh lự, xa lìa tám tánh đạo mà tu tập tịnh lự, xa lìa địa giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa thủy giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa hỏa giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa phong giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa không giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa thức giới mà tu tập tịnh lự, xa lìa lạc thọ mà tu tập tịnh lự, xa lìa khổ thọ mà tu tập tịnh lự, xa lìa bất khổ bất lạc thọ mà tu tập tịnh lự, xa lìa hư không vô biên xứ mà tu tập tịnh lự, xa lìa thức vô biên xứ mà tu tập tịnh lự, xa lìa vô sở hữu xứ mà tu tập tịnh lự, xa lìa phi tưởng phi phi tưởng xứ mà tu tập tịnh lự, xa lìa đời này mà tu tập tịnh lự, xa lìa đời khác mà tu tập tịnh lự, xa lìa tiểu tưởng mà tu tập tịnh lự, xa lìa đại tưởng mà tu tập tịnh lự, xa lìa vô lượng tưởng mà tu tập tịnh lự. Tịnh lự như thế mới có thể phát sanh phát ánh sáng rộng lớn của chư hiền thánh, vô lậu không chấp thủ, không có chỗ nương theo, nó gọi là luân tịnh lự xuất thế để giúp trụ của Bồ Tát. Này thì nam tử, nếu đại Bồ Tát nào thành tựu luân tịnh lự để giúp trụ này, thì khi mới phát tâm có thể đoạn trừ hết ngũ dục, được gọi là đại Bồ Tát, vượt xa hàng thanh văn độc giác, làm ruộng phước lớn cho tất cả hàng thanh văn độc giác. Hàng thanh văn độc giác nên cúng dường, phụng sự giữ gìn. Bây giờ Thế Tôn tuyên nói lại bài tụng để làm rõ nghĩa trên. Vì mình bỏ gánh nặng, tu dẫu có đắc định, đoạn phiền não riêng mình, chẳng phải bậc trí chơn, quán chiếu theo khả năng, cầu giải thoát tu định, chấp trước bờ, kia đây, chẳng lợi ích hữu tình. Vì đời lạc mọi loài, tu định bỏ gánh nặng, diệt hết mọi não phiền, là bậc chơn trí vậy. Vì lợi khắp chúng sanh, tu định không chấp trước, chấm dứt mọi các ai, đó là bậc đại huệ. Vì giải thoát các hữu, vào trong thành vô ý, tu định được vắng lặng, thật là đại Bồ Tát. Kinh Đại Thừa, Đại Tập Địa Tạng Tập Luân, quyển thứ 9, hết.